trong những mục tiêu mà luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2016, hướng tới là mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Song dù cơ chế đã mở, nhưng bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn rất khó tìm chỗ đứng cho mình. Làm thế nào để thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang là vấn đề không chỉ của riêng một bộ ngành. Có thể nói chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ra đời và áp dụng thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 là chính sách ưu việt và đầy tính nhân văn cho lao động tự do, làm việc ở khu vực phi chính thức được tham gia và hưởng chế độ lương hưu khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cả nước mới chỉ có gần 191.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cái bảo hiểm xã hội thì cũng có chị em cũng rất mong muốn được mua cái xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội tình nguyện để ý coi như là hắn tích lũy được một phần nào để sau này đấy. Còn những chị em chúng tôi đây thì nói chung là đi làm thì cũng tất cả cũng phải nuôi con ăn học nên cũng không có thể mua được bảo hiểm tự nguyện. Theo số liệu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố, số lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tức rút khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội cũng rất lớn. Ghi nhận 6 tháng đầu năm, có gần 40.000 người hưởng chế độ một lần. Điều này cho thấy số người tham gia mới không đủ bù đắp cho số người rút ra. Bên cạnh đó, không ít tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt dưới 10%. Vì vậy, đến mục tiêu đạt 50% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội vào năm 2020 là thách thức rất lớn. Nguyên nhân phần lớn vẫn đến từ nhận thức của người lao động di cư. Khi cuộc họp ấy là chúng tôi tổ chức tất cả chị em ngoại tỉnh ấy, là tham gia họp sinh hoạt thường kỳ một tháng 1 đến 2 lần thì cũng tuyên truyền cho chị em ở các cái ngoại tỉnh về về đây trọ thì cũng tuyên truyền chị em này, những chị nào còn ít tuổi ấy, thì là mua bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội để cái mai kia có cái quyền lợi sau 20 năm mà đóng bảo hiểm xã hội thì được các cái chế độ giống như cán bộ nhân viên khi nghỉ hưu. Thực tế thì bởi người lao động di cư của chúng ta vốn rất là kém cái vấn đề quan hệ xã hội, họ chỉ chăm chú vào cái việc kiếm tiền, mưu sinh là chính thôi. Họ không tham gia các tổ chức đại diện, họ không tham gia vào tất cả những cái hệ thống thông tin, do đó mà họ không hiểu được những cái thông tin này. Và khi mà họ muốn, khi chúng tôi đến tuyên truyền, chúng tôi phổ biến về bảo hiểm xã hội hoặc là bảo hiểm y tế, thì họ đều trả lời là chúng tôi không được biết, chúng tôi không biết gặp ai, làm như thế nào để họ có thể tiếp cận được. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều này không chỉ đối với các tổ chức phi chính phủ, mà về phía cơ quan nhà nước, các chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội cũng cần có những cái hình thức tuyên truyền phổ biến sâu, rộng, đáp ứng và phù hợp với cái đối tượng hơn nữa. Chưa đến 25% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội là một kết quả đáng lo ngại. Người lao động sau mấy chục năm đi làm, về già phải có lương hưu để sống, nếu không sẽ trở thành gánh nặng của xã hội. Để những điểm ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đi vào cuộc sống còn là cả một chặng đường gian khó, nếu như các ngành chức năng tại địa phương không có những giải pháp cụ thể. Cũng tại thành phố Đà Lạt, từ đầu năm tới nay, có trên 5.000 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, thì đã có trên 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Con số này cũng tăng hơn năm ngoái gần 100 vụ. Quay lại với những con số...